Vừa qua, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn đã thực sự rực lửa với sức nóng của Revolution Music Festival by Tokoboom. Lễ hội âm nhạc theo concept hoàn toàn mới đã đặt một dấu mốc mới trong sự phát triển của nền công nghiệp âm nhạc điện tử tại Việt Nam. Gần 20.000 khán giả trẻ đã cùng hòa nhịp trái tim trong chương đầu tiên Boom Chapter lần này. Không gian âm nhạc bùng cháy với sự kết hợp của những nghệ sĩ hàng đầu bằng nỗ lực và mong muốn mang đến một lễ hội âm nhạc bùng nổ cho khán giả. Đơn vị tổ chức Alternation Kingdom phối hợp cùng Greenhouse dưới sự tài trợ của nhãn hàng nước uống dinh dưỡng bổ sung năng lượng Chocoboom đã tạo ra một đêm nhạc không thể nào quên. Bên cạnh những DJ nổi tiếng thế giới, sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu trong nước như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, những DJ trẻ tài năng của làng nhạc Việt cũng là một yếu tố tạo nên sức hút của chương trình. Những bản nhạc sôi động kết hợp với những âm thanh đỉnh cao, ánh sáng và pháo hoa hoành tráng, Revolution Music Festival by Chocoboom đã thực sự trở thành lời tuyên ngôn của một concept lễ hội âm nhạc đẳng cấp quốc tế mới, một bước chuyển mình ngoạn mục của nền công nghiệp giải trí ở Việt Nam.